Người trẻ thì luôn luôn sáng tạo và muốn làm mới bản thân mình mỗi ngày. Trong chương trình ngày hôm nay, Lan Ngọc xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ một anh chàng doanh nhân mang tên là Ký Quốc Đạt. Một người nè trẻ và luôn dám mạo hiểm thử thách bản thân mình ở nhiều vai trò cũng như là công việc khác nhau. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những câu chuyện từ đam mê nghề và cũng như đam mê đời của anh chàng này nha. Nếu hỏi nghề nghiệp chính của chàng trai này là gì, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng công việc của anh ấy là người mẫu thời trang hay gương mặt giám khảo không thể thiếu ở các cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi gắn với người trẻ với sinh viên. Ít ai biết rằng công việc hàng ngày của doanh nhân Ký Quốc Đạt mà quý vị đang theo dõi chính là một bác sĩ nha khoa, ngày ngày tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân. Bằng tài năng và trí tuệ của mình, chàng bác sĩ này không bao giờ dừng lại ở nghề mà mình đã chọn. Anh luôn tìm tòi, làm mới bản thân bằng nhiều vai trò khác nhau. Mỗi lĩnh vực, Ký Quốc Đạt không chỉ nhận được thành công mà còn để lại nhiều dấu ấn với người trẻ. Bởi những cuộc thi mà anh tham gia luôn gắn liền với sinh viên, với người trẻ. Trong những ngày đầu năm mới Đinh Dậu năm 2017, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chàng bác sĩ này để xem anh sẽ mang đến những điều thú vị nào nhé. Xin chào chương trình Phong Cách và Cuộc Sống. Hôm nay Ký Quốc Đạt rất là vui khi trở lại với khán giả của chương trình Phong Cách Cuộc Sống. Câu chuyện mà hôm nay Ký Quốc Đạt muốn tâm sự với khán giả về bản thân của Ký Quốc Đạt, đó là những cái trải nghiệm sống, cái niềm đam mê và cái khát vọng của một người trẻ. Đối với Ký Quốc Đạt thì niềm đam mê nhất đó là bác sĩ. Tôi nghĩ nếu mà tôi đã quyết định chọn con đường bác sĩ thì tôi sẽ cố gắng đeo đuổi và thực hiện cái niềm đam mê của mình. Dù cho có khó khăn hay là có vất vả thì tôi cũng cố gắng để hoàn thành. Lúc đầu mới ra trường thì có thể là tôi rất bỡ ngỡ với cái nghề mà tôi đã chọn. Nhưng sau một thời gian thì tôi đã học hỏi những kinh nghiệm của thầy cô, những các đàn anh, đàn chị đi trước. Tôi đã gặt hái được một số thành công giống như ngày hôm nay. Đạt nghĩ làm người mẫu hay là giám khảo hay là làm bác sĩ, mình cũng phải cố gắng hết mình để hoàn thành tốt cái công việc của mình. Với cái Quốc Đạt thì Đạt nghĩ là cái công việc người mẫu hay là giám khảo nó cũng giúp ích một phần đến công việc làm một bác sĩ, cũng là mang đến cái đẹp. Mình nhìn nhận ra cái đẹp, mình biết cái đẹp thì mình sẽ làm cho những bệnh nhân của mình sẽ đẹp hơn. Đối với Ký Quốc Đạt thì có thể là mỗi người một cảm nhận. Thì tôi nghĩ thì một người trẻ thì có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc. Tại vì đó là một cái thử thách với một cái cuộc sống trong cái môi trường hiện đại như ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ là một người thì làm nhiều việc thì nó sẽ hay hơn là làm một việc. Nhưng đối với tôi thì nếu mà bạn muốn làm cùng lúc nhiều việc thì điều đầu tiên bạn phải có đam mê. Nếu mà bạn có đam mê thì tôi nghĩ bạn sẽ làm được tất cả, không phải là một việc mà còn rất là nhiều việc. Nếu một gia đình nào đó yêu cầu một bạn trẻ mà làm bác sĩ nhưng mà bạn đó lại không thích làm, tôi nghĩ bạn nên nghe lời gia đình của bạn. Bạn cứ học làm bác sĩ, ra trường tới nơi tới chốn. Ngoài công việc bác sĩ thì bạn có thể là làm những cái công việc khác mà mình yêu thích. Những người lớn là những người đã có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống. Thì đối với cái Đạt thì bạn nên nghe lời những người lớn thì bạn sẽ sau này bạn sẽ thành công hơn. Cái quyết định của mình nó sẽ chính xác hơn. Với nhịp độ làm việc liên tục của một bác sĩ nha khoa là quản lý của một doanh nghiệp thì Ký Quốc Đạt thường xuyên cũng có những cái áp lực, những cái mệt mỏi, những cái khó khăn trong công việc. Những cái lúc mà mệt mỏi, những lúc mà bị stress, cái thời gian nó rất là quan trọng. Nó giúp cho Đạt là giảm bớt đi căng thẳng, giảm bớt đi những cái stress, những cái mọi cái lo âu cho khó khăn trong cuộc sống. Giống như là có những bữa như mình đi chấm thi, làm giám khảo, hoặc là những buổi chụp hình, hoặc là diễn thời trang cho chương trình Phong Cách và Cuộc Sống, thì nó đem lại cho Ký Quốc Đạt cân bằng hơn, làm cho mình cảm thấy mình sống vui vẻ hơn. Và đó
chính là điều mà Kiều Quốc Đạt muốn gửi đến các bạn trẻ ngày hôm nay. Khi các bạn chọn một công việc nào cho mình thì các bạn hãy nên hết mình với cái công việc đó. Ngoài cái niềm đam mê chính là cái công việc mình đã chọn thì các bạn hãy chọn cho mình một cái niềm đam mê khác, có thể là bổ sung cho cuộc sống, cho cái công việc mà các bạn đã chọn hiện tại. Nó làm tươi mới, mới thêm cho cái cuộc sống của mình. Nhân dịp năm mới, năm 2017 thì cho Kiều Quốc Đạt gửi đến quý khán giả chương trình Phong Cách Cuộc Sống một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn. Và riêng các bạn trẻ thì Kiều Quốc Đạt mong là các bạn sẽ có nhiều điều mới hơn, tốt đẹp hơn trong năm 2017 này. That was what you told me. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Oh, send my love to your new lover, but treat you better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover, but treat you better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more, yeah.